Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Hiện tại bây giờ mình đang ở bên Cần Thơ cả nhà ơi. Mình đang chạy qua cái cầu này là cầu Cồn Khương. Phía qua cầu bên đây là cái cồn đó cả nhà. Cồn này là Cồn Khương, bên đây có quán buffet Cua Ba Còi. Buffet bên đây cũng nổi tiếng, ngon mà rẻ nữa. Thì bữa nay để mình đi ăn coi như thế nào nha. Cũng nghe nhiều người nói rồi nhưng mà mình chưa có đi ăn lần nào hết. Giờ mình đang chạy qua. Quán này rất là đông khách luôn cả nhà ơi. Mới ở ngoài đường thôi là nghe mùi hải sản rồi. Hôm nay hai vợ chồng mình đi công việc bên đây nè, sẵn ghé đây ăn Cua Ba Còi ở Cồn Khương. Bây giờ là gần 7 giờ tối, đông quá trời luôn. Ở Việt Nam mình thì nó không có giờ, muốn ăn chừng nào ra cũng được. Ở nước ngoài thì người ta có giờ. Ở đây có bánh chuối, bánh ngọt nè, nói chung là đủ lô bánh hết luôn. Bánh xèo. Tôm sống rồi. Sống ở bên đó xong mình gắt ở đây cho nó lạnh á, cho nó đừng có nhảy á. Đúng rồi, cho nó đơ đơ lại ha. Để nó nhảy quá. Ở đây rất là nhiều hải sản tươi sống nha. Đủ loại sò luôn. Có con tôm nó nhảy qua đây nè. Sữa, sò mai, sò đẹp đủ thứ. Sò này thì người ta tách ra sẵn rồi.
bên đây là mấy cái món lòng nướng, lòng gà, lòng heo. Quá trời đồ luôn. Có ớt nữa nè, cá chạch. Cá lăng, thịt bò đầy đủ. Bên đây là các loại nước chấm với gao. Quán này nổi tiếng ở bên Cần Thơ, rất là nhiều đồ ăn luôn. Có cơm, cơm mì xào, cơm chiên trân châu. Đây là mấy món đồ chiên nè. Đây là chân gà xá tắc. Này là vịt quay. Gà ủ muối. Mấy món này thì người ta chế biến sẵn rồi. Nhiều sò hết người ta chế biến sẵn. Còn muốn tươi nướng mọi thì mình lấy ở ngoài trước. Này là kim chi. Đây là gỏi, gỏi gì ta, gỏi xài, gỏi đu đủ chứ. Ở đây nhân viên phục vụ rất là đông luôn. Đi vòng vòng nãy giờ mình thích nhất là cái quầy ở ngoài trước, quầy hải sản, là hải sản tươi sống luôn, tôm sống luôn, chứ có hàu sữa đâu nữa. Này là ốc lát nè, ốc lát con bự chà bá. À, giờ lấy đi, coi cái gì đó thì lấy. Đó nó có để tên nó vậy, găng mực xiên que.
này là vú heo ướp chao, này là dầu chường, đậu bắp, lấy mấy trái đậu bắp nè cho dễ ăn. Thôi được rồi, dạ 2-3 miếng thôi. Giờ mình đi lấy đồ ăn đem lại nướng, nãy giờ đi quay vòng vòng. Ốc móng tay không? Ốc móng tay vòng qua lấy mấy ốc móng tay luôn. Có cái tôm mình thấy đắt quá trời luôn. Tôm tại tôm sống tôm tươi á. Bên đây là ốc móng tay đây nè. Nè ốc móng tay nè. Lấy vài con thôi, nhiều khi nó bị cát á mình ăn không được á. Dứt tôm. Tôm này người ta bỏ mấy cục nước đá vô á cho nó bớt dậy chứ để nó dậy quá trời. Ra ăn lẩu lấy sao đi, lấy ra ăn sống chứ, lấy xà lách đâu, ra ăn sống. Như lấy gì ta? Dưa hấu, trái cây tráng miệng. Có ổi nè. Nè lấy mấy cái rời nè vậy. Cái này nó hơi cao với vợ mình, phải hơi nhón. Gặp dưa hấu. Tôi cần muốn lấy nha. Ừ. Này là ốc xào dừa thôi vậy con trai. Ốc len xào dừa. Nhìn hấp dẫn quá. Ừ, cái này con ốc móng tay nó mập lù luôn, cái này người ta xào me. Trong đây là đội ngũ nhà bếp. À, hột vịt gan me nè. Đây súp cua. Mình với vợ mình lấy mỗi thứ một ít. Giờ mình nướng hàu trước. Tôm thì đậy lại để nó nhảy ra ngoài. Này là hột vịt gan me nè. Bên đây là gì ta? Mực. Tôm nè. Rồi giờ mình ăn thôi, mời cả nhà nha. Mình đi ăn buổi tối á cả nhà, mình quay video nhiều khi cái màu sắc nó không có được sáng á, nó hơi tối á, mong mọi người thông cảm về mình nha. Bây giờ tới món lẩu cả nhà ơi. Ăn nướng nãy giờ rồi, giờ thêm món lẩu nữa nè. Tôm này mình bỏ vô lẩu.
Giờ mình đang nói chuyện với chị Sáu, Sáu Điện. Đây. Món ăn ở đây niềm khẩu vị vừa ăn lắm cả nhà. Vừa miệng vừa ăn luôn á, ngon, nói chung là ngon mà rẻ, rất là nhiều món luôn. Tôm sống nhảy đạch đạch luôn, để trong dĩa mà nó nhảy bay lên bắt luôn. Dạ, nó tươi nhưng mà có cái nó không có được bự, vừa vừa. Có cái giá mà vậy, ừ, cái đó họ gấp ra cũng được. Đi ăn xong rồi giờ vợ chồng mình ghé bến Ninh Kiều đi dạo một vòng. Đi dạo phố một vòng rồi xong rồi chạy về cả nhà ơi. Từ Cần Thơ này nè. Về tới nhà mình khoảng 35 cây số. Đây là cái chỗ bơi xuống bến Du Thuyền. Rồi, người ta tắt đèn. Đóng cửa luôn rồi. Tại giờ này cũng trễ rồi. Như đó có cái du thuyền. Giờ này không biết mấy giờ nữa. Giờ này mới có 9 giờ. 9 giờ 15. Dưới bến Ninh Kiều này tối đông lắm. Cầu đi bộ phía đằng trước. Ở đằng cái đèn xa xa đó là cầu đi bộ cả nhà. Hình như là ở miền Tây mình là Cần Thơ là có cầu đi bộ đầu tiên. Xong rồi sau đó mới tới ở, mình thấy ở An Giang. Trước mắt mình thấy hai cây đó thôi, Cần Thơ với An Giang. An Giang Long Xuyên, còn chỗ khác có không mình cũng không gành nữa nha. Khách sạn Ninh Kiều, hotel bự chà bá luôn. Đây, trước mặt mình đã tới cầu đi bộ Cần Thơ. Hồi lúc cầu này mới làm xong á. Trời ơi, dân Vĩnh Long mình đây đi qua xem quá trời luôn. Trong đó có mình nữa. Cô nói chuyện ghê cái trình à. Vô mình câu thử coi nó đúng không. Đây, bây giờ mình đi lên cây cầu. Hình như mình nhớ lâu lắm rồi mình mới đi lại đây. Mình nhớ hồi lúc trước á, lúc trước mình đi á, nhớ đèn cũng nhiều lắm. Đèn cũng nhiều cũng đẹp lắm mà sao giờ thấy đèn ít xịu à. Bên kia là khách sạn Mường Thanh. Khách sạn Mường Thanh có cái biểu tượng giống như con đại bàng. Thôi giờ mình đi dạo một vòng rồi mình đi về cả nhà ơi. Cầu này hình như là bữa nay nó mở chưa hết đèn hay sao á. Thấy tối thui rồi. À mình quên nữa, cầu này có tên là cầu tình yêu nha cả nhà.
Thôi giờ cũng trễ rồi, 9 giờ mấy gần 10 giờ cả nhà ơi. Giờ vợ chồng mình chạy về Vĩnh Long. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình.